Hai cho anh em vào chị được không? Mình là Tờ Lũng X8, rất vui quay trở bạn trong video ngày hôm nay. Event sinh nhật lần thứ tư của Finger Fun KOF 98 Ultimate Online Server Global sắp sửa bắt đầu rồi. Dự kiến chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi các bạn ạ, vào khoảng độ ngày 12. Có thể nó sẽ hơn một chút nhưng mà rất là gần rồi. Điều cần bây giờ của chúng ta không phải không nhất thiết hẳn là một đội hình mạnh, một đội hình hoàn chỉnh, mà là một ạc có nhiều kim cương. Còn kim cương thì làm gì cũng được. Đây là một ạc như thế. Hiện nay ạc đang ở mức độ VIP 10, một mức VIP phải gọi là cao ở server 70, đội hình team siêu nữ kèm Mizuchi. Anh em nào mua ạc thì sẽ có khá nhiều sự lựa chọn trong đợt event sinh nhật tới. Đó là các bạn lấy võ sĩ mới hoặc là lấy đồ. Mình nghĩ là sẽ phải phân vân với việc cả hai. Hai võ sĩ mà trong team cần phải thay thế đó là Xion và Raph, dù rằng chúng đang ở tầm sức mạnh rất ghê gớm. Cụ thể Raph thì đang ở tầm đó là lục môn đấy, Xion cũng ở tầng lục môn luôn, cơ hội còn lại cũng là Mizuchi lục môn, Anthea lục môn, Mage lục môn và Kudobang thì đang trong quá trình nâng lên lục môn. Nhìn chung thì như thế nào nhỉ? Nhiều bạn sẽ cho rằng việc lục môn Xion và lục môn Raph đó là sự sai lầm, không tức thời khi mà nó yếu rồi. Nhưng các bạn biết đâu rằng ạc này chính nhờ vào bộ đội này mà đã chinh chiến hết bao nhiêu tháng trời trước đó, làm mưa làm gió. Bây giờ nó chuẩn bị nghỉ hưu thì cũng là xứng đáng thôi. Khi nghỉ hưu thì đã có hội khác đôn lên thay thế. Ạc của C70 mình phải gọi là kinh khủng đấy. Đồ hơi bị ghê luôn các bạn ạ. Bộ hồn lực 5 báo tố 5 sao, Devil 3 sao, Angel Trinh 4 sao. Đấy, ok. Ban môn thì vừa check rồi đúng không? Full môn ngoại trừ Kulabang. Anh em nào mua ạc thì trong đợt tới mình nghĩ rằng, thật ra nếu như có điều kiện ấy, thì các bạn có thể chơi cái gói 45 đô thì sẽ tiết kiệm được. Còn không có điều kiện thì hãy dùng kim cương lấy thêm một hồn vũ khí nữa cho Kulabang này. S-Max thứ hạng của các bạn sẽ thay đổi rất nhiều. Các bạn không còn phải chịu sự ức chế một mình nữa, mà sẽ đối phương cũng sẽ bị chịu sự ức chế như thế. Nói chung mà nó mới cân cân được. Thì như này thì đang gặp bất lợi so với đối phương nếu như mà có lục môn của Kulabang. Nhưng các bạn yên chí rằng đối phương không nhiều người cũng có được như vậy đâu. Đấy, vì chung server mình biết thực lực của họ mà, đúng không các bạn? 70 vé Battle Pass, mảnh vạn năng không còn mảnh nào à? Phải còn một vài mảnh vạn năng chứ. Thế tôi không còn mảnh vạn năng nào. Đấy, 12 mảnh rune đỏ. Đây là hồn lực 5 Devil chuẩn bị cho lên 4 sao đây. Hồn địa hồn sách các thứ rất nhiều. Từ xem là mình ngó không có mảnh vạn năng nào luôn. Hết mảnh vạn năng các bạn nhá, cho nên là các bạn cũng phải kiếm mảnh vạn năng cho mình đều tay mỗi ngày. Nhờ vào chế độ đấu trường lên server và đấu trường server các bạn ạ. Đấy, hai cái chế độ này này. Không có cả cả chế độ này nữa, cả tranh đoạt này nữa các bạn ạ. Đấy thì các bạn mới có một cái nguồn mảnh vạn năng nó gọi là đều đặn. Đấy, chứ mảnh vạn năng là cái thứ mà nguyên liệu căn bản để các bạn làm mọi thứ, lâng sao, lâng bát môn, lâng viện trợ, cái gì cũng sẽ cần tới mảnh vạn năng. Mà đây các bạn nhìn thấy hết mảnh vạn năng này thì làm có hồn vũ khí cũng sẽ khó nâng. Cách kiếm mảnh vạn năng các bạn có thể tra cho mình trên YouTube, mình có mấy cái clip ở đấy. Ngoài ra nữa thì các bạn có thể là về gói Battle Pass này. Đấy, nó cũng cho một lượng mảnh vạn năng khá là lớn khi các bạn hoàn thành đủ các nhiệm vụ. Rồi, hơn 5 triệu lục chiến chứng tỏ bộ rune và bộ tinh tú của nó cũng thuộc loại gọi là chất lượng. Gần như rồi, Mizuchi kinh khủng khiếp đấy. 4 viên rune tinh tú đỏ. Rune thì sao? Một bộ đỏ, một bộ rưỡi, hai bộ rưỡi, ba bộ rưỡi. Chúng ta có ba bộ rưỡi tinh tú, ba bộ rưỡi rune đỏ. Nhìn chung đây là một đặc chất lượng với cái giá khoảng 1,6 triệu. Trong tầm giá dưới 2 triệu. Tốc độ chiều ngoài này chắc chắn 1x và mình tin tưởng có thể lao được vào 0x. Chắc chắn là như vậy. Quan trọng là các bạn có online hay không thôi. Mức uy lực xem nào. 61.000 không phải một uy lực thấp đâu, lực cao đấy các bạn ạ. Hơn hầu hết những cái ông gọi là trong khu vực top 9, top 10 này. Anh em mình đánh vào top top 10 các bạn nhá. Xem nhau lực chiến, phe ta hơn uy lực, đó là một lợi thế. Có điều thì đối phương nếu như mà họ S-Max Kulabang rồi ấy, thì bên phe ta sẽ là hơi thua thiệt đấy. Tỷ lệ khống chế của Kulabang S-Max tốt hơn nhiều so với Kulabang chỉ thức tỉnh vũ khí. Và tất nhiên là cái hiệu ứng mà nó đem lại cũng tốt hơn rất nhiều so với Kulabang chỉ có hồn vũ khí. Rồi đây là hồn lam báo tố của Mizuchi. Hai lần búp nộ khiến cho Major cũng có nộ luôn. Quả là tuyệt vời đúng không các bạn?
khả năng cao đu lon với đối phương sẽ mất miễn chí tử, gọi là chết luôn ngay từ lượt số 2. Rồi, hồn lực Neville đang phát huy hiệu quả. Cunobang bên đối phương có nộ mà không được dùng. Các bạn lưu ý rằng sức mạnh của team tới từ rất nhiều vị trí, chứ không phải là mỗi bát môn võ sĩ là xong đâu các bạn nhá. Hồn lực 5, rune, phím, chip, tinh tú cũng có những thanh ảnh hưởng. Trong đó mạnh mẽ nhất sau lục môn mình nghĩ đó là cái gì, hồn lực 5. Đấy, và ạc của bên phe ta là một ạc của hồn lực 5 chất lượng bậc, gọi là theo mình đánh giá về top xếp số 4, số 5 trong cái server này về mặt về chất lượng. Rồi, Cunobang đang thiếu một chút nộ. Ai này búp đây? Phí à? Thêm một chút nộ cho Cunobang nữa phải ngon không? Đấy, rap có bạn chết nhanh thật. Đen bị nó đấm liên tục. Rồi, Xion đang quẩy khá tốt các bạn ạ. Vị trí Athena bản chất là để tiêu diệt những cái gì à, để hồi phục máu sau khi bị đánh vào lưu thiên cầu. Những đối thủ lần này không có lưu thiên cầu. Rồi, Cunobang không được tung tuyệt kỹ ở mạng số 1. Nhưng mà cái mạng số 2 này của nó thì chắc chắn là tung tuyệt kỹ rồi. Quả vừa rồi Mizuchi hơi đen một chút, kể như bật được hồn năm bão tố thì đối phương hơi mệt đấy. Hoàn toàn thế trận đang thuộc về phe ta, người chơi hơn huy. Mới việc Major và Cunobang đối phương cũng chưa S-Mark các bạn ạ. Đấy, mình bảo rồi mà lại không dễ dàng để nâng đâu. Các bạn tưởng tượng S-Mark bao nhiêu con rồi, làm sao mà S-Mark đều hết được tất cả. Nó phải có hụt hụt miếng này hụt miếng kia chứ. Rồi, có hồn vũ khí khiến cho Cunobang, nhưng không không khiến cho Cunobang có được cái tỷ lệ đóng băng tốt. Muốn có đóng băng tốt được thì nó phải muốn có đóng băng tốt được thì nó phải dựa vào S-Mark cơ. Đấy, chứ hồn vũ khí không thôi cũng không tốt lắm. Đối phương đang ăn may à. Lần sau Mizuchi phe ta sẽ có nộ, đấy là cơ sở để làm nên chiến thắng. Eo hút nộ ghê. Vừa nói khỏi mồm xong thằng Miuchi đối phương nó tát mình. Quả là Miuchi bên phe ta không cẩn thận lại mất mạng này. Rồi, Athena chết một quả tức tưởi. Cunobang đối phương đã hết mạng. Mình nhìn nhanh hình như Mizuchi đối phương cũng hết mạng rồi. Rồi nó phải ta mình thấy thật ra phải giết được con Athena này. Con Athena nó cứ nhây nhây có chịu đã 15 triệu sát thương. Rồi một pha độc chiêu này sẽ giúp dứt điểm rất nhiều người. Ói, gọi chết hàng loạt luôn. Ok, chiến thắng nó là như thế mà mình cũng nhìn ra rồi, nhìn ra cái kiểu gọi là cách để chiến thắng rồi. Sát thương của đối phương nói chung là gọi là cái đối phương nó như cái cung tên đã dương hết cỡ rồi. Giờ bên mình chỉ cần cứng nhẹ cái là họ lăn quay ra thôi. Major sẽ là người dứt điểm à? Nào, đập phát chết được ba con nào. Khó đấy. 15 triệu sát thương, còn một mình Rap. Một mình Rap thì Major cân được các bạn ạ. Vì Rap này chưa phải Rap S-Mark như bên phe ta. Đấy, cùng lắm là phá được khiên thôi chứ độc chiêu của nó là không đáng kể. Không thể giảm nộ được Major. Rồi, một trận thắng các bạn nhìn thấy. Cuối cùng lại là con Major. Hai bên đánh cân nhở. Cân là chặt và Major đoạn cuối đập chấp nhận sướng mắt thật. Phát nào cũng mười mấy triệu đam. Ok. Anh nhà làm quà thì liên hệ mình theo số điện thoại link Facebook bên dưới phần mô tả của video nhé. Đấy, còn nhiều ạc quá nên là các ạc mới này mình đăng nó sẽ rẻ hơn một chút so với các ạc cũ trước đấy. Anh em nào nhanh tay thì mua được nhá. Các ạc cũ thì đều sẽ giảm khoảng từ 100.000 đến 200.000. Anh em nào mua ạc thì có thể liên hệ để mà có được giá tốt nhất nhá. Đấy, còn ạc này thì chắc chắn là không giảm đâu. Ông nào mua được cái mua một thôi nhá. Đấy, đừng inbox giảm giá này nhá. Bạn nào mua ạc liên hệ nhé.